Mời quý vị và các bạn đến với bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Công Thương đề nghị loại bỏ hơn 300 dự án thủy điện lớn nhỏ hiệu quả thấp và đe dọa môi trường. Trong khi đó, câu chuyện về thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi giữa các bên liên quan. Công tác phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội sở dĩ kém hiệu quả vì những bất cập liên quan đến quy hoạch đô thị. Đây là khẳng định mới nhất của đại diện Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội. Việt Nam đang đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong ghép tế bào gốc để điều trị các bệnh hiểm nghèo, trong đó có ung thư máu. Giải thích cho việc máy bay của mình bay ở vùng trời trên biển tranh chấp với Nhật Bản, Trung Quốc cho rằng đó là hành động hết sức bình thường. Cộng đồng quốc tế tiếp tục đề nghị hai quốc gia này giải quyết mâu thuẫn bằng các biện pháp hòa bình. NASA tiếp tục tái khẳng định không có ngày tận thế, tuy nhiên nhiều người dân trên thế giới vẫn tìm các cách ứng phó theo cách riêng của mình. Mở đầu là thông tin về thời tiết. Hiện khối không khí lạnh suy yếu dần, nền nhiệt miền Bắc dần tăng lên. Tuy nhiên, đêm qua và sáng sớm nay, sương mù đã bao phủ hầu khắp miền Bắc, ảnh hưởng phần nào đến sinh hoạt cũng như lưu thông của đường phố. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tượng này sẽ còn xuất hiện trong những ngày tới, tuy nhiên mức độ sẽ giảm dần. Từ sáng sớm, sương mù đã bao phủ cả hầu khắp các tỉnh, phải đến hơn 10 giờ thì mới tan dần. Do thời gian xuất hiện vào đúng tầm có lưu lượng giao thông lớn, nên lớp sương mù đã khiến tầm nhìn xa chỉ giảm xuống 1 km. Riêng các khu vực ngoại ô ven sông chỉ còn từ 200 đến 300 m, ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động đi lại của người dân. Tuy nhiên, mức độ dày đặc của lớp sương vào sáng nay vẫn chưa đủ để có thể tác động đến các hoạt động bay dân dụng tại các sân bay trên khu vực Bắc Bộ. Trao đổi với kênh VTC14, đại diện công ty cổ phần quản lý đường sông số 6 cho biết, hoạt động giao thông đường thủy vẫn diễn ra bình thường, không như đợt sương mù vào đầu tháng 12 khiến nhiều chuyến tàu thuyền về dừng hoạt động. Cục hàng không cũng xác nhận không có chuyến bay nào bị hủy vì thời tiết trong ngày hôm nay. Theo chuyên gia khí tượng, trong 2 đến 3 ngày tới, khối không khí lạnh chi phối thời tiết các địa phương miền Bắc tiếp tục suy yếu, do đó ban ngày có nắng nhẹ. Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm, do có mưa rào rải rác, gặp nền nhiệt ở ngưỡng thấp nên gây ra hiện tượng sương mù khá dày đặc về sáng sớm. Hiện tượng này sẽ chấm dứt vào gần trưa khi nhiệt độ tăng cao hơn. Trong khi số phận của thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vẫn còn đang dang dở, thì mỗi ngày những tác động môi trường của hai dự án này khiến hàng nghìn loài động thực vật quý hiếm bị đe dọa. Mới đây, Ủy ban UNESCO Việt Nam cũng đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Vườn Quốc gia Cát Tiên, nơi dự kiến xây dựng hai công trình này, có bị mất danh hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới hay không? Và hình ảnh của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Chúng tôi đã tìm gặp một số chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn di sản để tìm hiểu rõ hơn về nguy cơ này. Vùng lõi của Vườn Quốc gia Cát Tiên, nơi mà người ta dự kiến xây dựng hai nhà máy thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Những loài động thực vật không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác trên hành tinh này. Có thể cũng sẽ biến mất hoàn toàn khi mà mái nhà rộng tới hơn 137 hectare của chúng đang bị xâm hại. Không xây dựng ở chỗ này thì mình có thể xây dựng chỗ khác. Tại sao vậy? Là vì cả một cái đất nước rộng lớn như thế này mà tại sao là có nơi gỗ quý, có cái nơi đa dạng sinh học nó cao như thế, quý như thế mà ta lại phá bỏ đi thì ta còn gì để lại cho thế hệ mai sau? Với hơn 1.700 loài thực vật và 1.400 loài động vật, năm 2001, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Nhiều người cho rằng con đường đến với danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới của khu vườn quốc gia này không còn xa. Nhưng câu chuyện lại trở nên phức tạp hơn do việc xây dựng hai dự án thủy điện, vốn đang gây ra những mâu thuẫn gay gắt giữa các bên. Người ta đề cử anh thành khu sinh quyển, khu di sản để anh thực hiện cái công ước ấy. Mà cuối cùng người ta đề cử xong thì anh lại vi phạm cái đấy. Thế giới người ta sẽ lên án anh. Này đừng làm như Việt Nam nữa. Thì cũng thấy cũng đã là xấu hổ rồi, chứ không phải đừng nói đến là người ta rút danh hiệu của anh. Ngoài những tiêu chí nổi bật và duy nhất, thì tiêu chí về việc chính quyền bảo tồn ra sao cũng là một tiêu chí quan trọng. Hội đồng đánh giá xem xét địa danh đó có thể trở thành di sản thiên nhiên của thế giới hay không, và trên thế giới cũng không ít quốc gia đã bị tước bỏ danh hiệu này vì không thể duy trì được bảo tồn. Theo bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của hai dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, ít nhất một trong 7 tiêu chí quan trọng của UNESCO về các khu dự trữ sinh quyển đã bị vi phạm.
đó là đa dạng các hệ sinh thái của những khu vực địa lý sinh vật chính, bao gồm cả những khu vực phát triển có các mức độ tác động khác nhau của con người. Chưa kể đến, chúng sẽ vùi lấp cả một nền văn hóa ốc eo vốn đã có từ lâu đời và là niềm tự hào của cộng đồng người dân sở tại. Mà hiện nay thì chủ trương của nhà nước chúng ta là phải phát triển trên cơ sở phát triển bền vững, chứ không thể phát triển một cách không bền vững mà không để ý tới môi trường, hoặc là không, đặc biệt là những cái môi trường nhạy cảm như những rừng quốc gia mà chúng ta đã dày công gìn giữ từ bao nhiêu năm nay. Phát triển thủy điện là để phục vụ nhu cầu của đất nước. Một kWh điện được sản xuất ra cũng có nghĩa là thêm một mái nhà ở những vùng xa được chiếu sáng, thêm nhiều người tiếp cận được với văn minh nhân loại. Thế nhưng, thủy điện cũng có thể băm nát một dòng sông, vùi lấp cả một nền văn hóa. Và những nỗ lực bảo tồn miệt mài của một nhóm người tâm huyết có thể sẽ trở thành cát bụi. Rõ ràng hiện nay, xây dựng thủy điện đang trở thành vấn đề rất nóng bỏng và đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành có liên quan. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Thủ tướng kết quả rà soát quy hoạch và đầu tư xây dựng các thủy điện. Theo đó, thì hàng trăm thủy điện nhỏ đã được bộ này đề nghị loại ra khỏi quy hoạch. Ngoài 64 dự án thủy điện nhỏ đã được các tỉnh thống nhất loại bỏ, Bộ Công Thương kiến nghị loại bỏ thêm 260 dự án thủy điện nhỏ với tổng công là 434 MW. Đây là những công trình chưa có nhà đầu tư đăng ký từ khi phê duyệt quy hoạch hoặc đã nghiên cứu đầu tư nhưng hiệu quả thấp. Cũng tại văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Công Thương đã công nhận tính không hiệu quả của nhiều thủy điện nhỏ. Trong khi đó, các dự án này lại phân bố tại các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, làm giảm hiệu quả đầu tư. Đặc biệt là bộ này cho rằng các thủy điện nhỏ thường có hồ chứa bé, khả năng điều tiết kém hoặc không có khả năng điều tiết nước. Cả nước vẫn còn tới 1.110 công trình dự án thủy điện, trong đó 294 dự án đang nghiên cứu đầu tư và 360 dự án chưa có nhà đầu tư đăng ký hoặc chưa giao nghiên cứu đầu tư. Lại có thêm một con voi rừng ở vườn quốc gia Gióc Đôn, Đắk Lắk bị chết. Xác voi được trạm kiểm lâm số 7 của vườn phát hiện vào chiều ngày hôm qua. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đã có 7 cá thể voi rừng bị chết do nhiều nguyên nhân, trong đó 3 trường hợp đã được xác định là do thợ săn bắn giết để lấy ngà. Những trường hợp còn lại chưa xác định được nguyên nhân. Theo cơ quan chức năng, con voi bị chết tại lô 3 khoảnh 8 tiểu khu 290 thuộc khu vực quản lý của trạm kiểm lâm số 7 vườn quốc gia Gióc Đôn. Đây là con voi được hơn 1 tháng tuổi, nặng khoảng 70 kg, dài 1,2 m và cao 90 cm. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có khả năng con voi này bị chết do đàn voi lớn dẫm lên khi đi uống nước. Vì tại hiện trường cho thấy chiếc vòi của con voi bị dí xuống đất, thời điểm phát hiện xác voi đang trong quá trình phân hủy. Sự việc này lại một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách trong bảo tồn loài voi ở Tây Nguyên, bởi không gian sống của loài voi đang bị khai thác trái phép. Những con voi ít ỏi còn lại vẫn bị săn trộm giết hại dã man để lấy ngà, lấy lông đuôi. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt số lượng voi đực ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển số lượng đàn voi hiện tại. Một vụ cháy đã xảy ra vào chiều nay tại bãi chứa vỏ ruột xe nằm phía sau cửa hàng xăng dầu Xuyên Á thuộc khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng vụ hỏa hoạn đã làm những người dân sinh sống xung quanh một phen hoảng loạn. Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 12 giờ trưa, một cột khói đen bốc lên mù mịt kèm theo mùi khét từ bãi chứa vỏ ruột xe bằng cao su. Nhiều nhân viên của cửa hàng xăng dầu Xuyên Á đã nhanh chóng ngưng bán và bỏ chạy toán loạn khỏi cây xăng. Nơi xảy ra vụ cháy cách các trụ bơm xăng của cửa hàng xăng dầu này khoảng hơn 30 m. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 đã điều động khoảng 6 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đến 14 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Cho tới thời điểm này, mặc dù vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng gần 500 m² kho bãi gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Xe cứu hỏa sẽ phải đi ngược chiều trong nhiều trường hợp. Đây là khẳng định của Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội phát biểu trong lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Sở này và Sở Quy hoạch Kiến trúc diễn ra vào chiều nay. Cùng với đó, nhiều bất cập về giao thông quy hoạch có ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy tại thủ đô cũng được đưa ra thảo luận. Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội cho rằng hiện có quá nhiều bất cập về quy hoạch tại thủ đô để đáp ứng vấn đề chữa cháy. Rất nhiều nhà cao tầng không tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy khi thiết kế cũng như thi công, dẫn đến hậu quả các công trình này không thiết kế đủ trọng tải để xe thang tiếp cận. Về giao thông, xe cứu hỏa rất khó tiếp cận hiện trường tại nhiều cung đường, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Nguồn nước chữa cháy lại đang thiếu trầm trọng. Với quy định cách 150 m lại có một trụ cấp nước thì Hà Nội hiện thiếu tới 6.000 trụ. Theo nội dung phối hợp ký kết trong chiều nay, Sở Quy hoạch Kiến trúc phải cung cấp đầy đủ các dự án xây dựng mới, khu dân cư, các công trình cơ sở hạ tầng đã và đang xây dựng cho lực lượng phòng cháy chữa cháy.
hai sở sẽ thực hiện tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với chủ đầu tư ngay trong khâu thiết kế, quy hoạch. Sau 2 năm triển khai, đến nay, bản đồ ô nhiễm bom mìn vật liệu nổ toàn quốc đã gần hoàn thành. Đây là thông tin được đưa ra trong hội thảo tăng cường quan hệ đối tác về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Hiện đã có 49 trên 63 tỉnh hoàn thành xong bản đồ. Đây là cơ sở để khắc phục ảnh hưởng của bom mìn, đảm bảo an toàn cho người dân. Cũng trong năm nay, lực lượng chức năng đã xây dựng các đề án, dự án giả phá bom mìn, nâng cấp một số trạm y tế cấp xã và trung tâm y tế cấp khu vực. Theo Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, kinh nghiệm từ các nước cho thấy cần lồng ghép các chương trình giả phá bom mìn vào quy hoạch phát triển. Cụ thể là lồng ghép nội dung về nguy cơ bom mìn và các giáo trình giảng dạy và các sáng kiến giáo dục cộng đồng để ngăn ngừa thương vong, kết hợp hỗ trợ cho nạn nhân trong các chương trình phục hồi chức năng và trợ cấp xã hội. Từ sau chiến tranh đến nay, đã có hơn 100.000 người bị chết và thương tật bởi các vật liệu quân sự chưa nổ. Hầu hết những người này đều là lao động nông thôn và trẻ em. Khoảng 6 giờ sáng nay 14 tháng 12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hai xe khách, trong đó có một xe chở công nhân đã đâm trực diện vào nhau. Hai người chết tại chỗ, 22 người nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Theo một số nhân chứng, thì vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 60M2517 chở 50 công nhân của công ty điện tử Foster đi từ thị xã Dĩ An về khu công nghiệp Việt Nam Singapore 2 tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh và Huỳnh Văn Lũy đã đâm trực diện vào xe khách mang biển kiểm soát 53S2548. Vụ va chạm khiến xe chở công nhân bị lật ngang, trượt dài trên đường rồi leo lên giải phân cách. Xe khách bẹp rúm phần đầu, tài xế bị thương nặng. Khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động 5 xe cứu thương đưa hàng chục nạn nhân trên 2 xe gặp nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Trong đó có một số ca bị thương rất nặng, phần lớn bị đa chấn thương ở đầu, chân, tay. Trong đó có công nhân bị hộc máu mũi, đau tức ngực, một số công nhân thì bị sốc nặng sau vụ tai nạn. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, từ 6 giờ chiều ngày hôm nay, hệ thống bán vé qua website vétàu.com.vn đã ngừng bán vé cho hành khách. Theo đại diện ga Sài Gòn, sau 5 ngày mở bán, mặc dù có những trục trặc trong ngày đầu tiên, song đơn vị này cũng đã bán được 45.737 vé tàu. Toàn bộ số vé đặt thành công trong ngày cuối cùng này sẽ được giải quyết thanh toán tiền và nhận vé trong 5 ngày tiếp theo, tức là đến hết ngày 19 tháng 12. Từ ngày 20 tháng 12, những chỗ còn lại trên hệ thống website và những chỗ đã đặt thành công trên mạng nhưng không thanh toán tiền đúng thời hạn hoặc trả lại chỗ sẽ được chuyển về các ga để bán trực tiếp với hình thức hành khách tới ga, lấy số thứ tự và sau đó sẽ mua vé theo số đã được bốc chỗ tại ga. Sáng nay 14 tháng 12 tại sân bay Nội Bài, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Phú Quốc. Với việc đưa vào hoạt động đường bay này, hành khách sẽ chỉ mất 2 tiếng 25 phút cho quãng đường gần 2.300 km. Theo đó, bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 năm 2012, đường bay Hà Nội-Phú Quốc có tần suất 5 chuyến một tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và chủ nhật. Các chuyến bay bằng máy bay A321 khởi hành từ Hà Nội vào lúc 10 giờ và từ Phú Quốc lúc 13 giờ 15 phút, thời gian bay khoảng 2 giờ và 25 phút. Đường bay Hà Nội Phú Quốc là đường bay mới thứ tư mà Vietnam Airlines đưa vào khai thác trong năm 2012. Việc mở các đường bay mới, đường bay thẳng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại đầu tư, du lịch trong cả nước, cũng như tiếp nối Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới. Sau buổi lễ khai trương, Vietnam Airlines đã mời toàn bộ quan khách tham gia chuyến bay đặc biệt của hãng mang số hiệu VN1233 từ Hà Nội đi Phú Quốc. Nhân dịp này, Vietnam Airlines đã mở bán 300 vé giá rẻ 120.000 đồng cho chặng Hà Nội-Phú Quốc. Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã phát huy tác dụng tích cực trong thời điểm nền kinh tế khó khăn. Người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng Việt mang lại giá trị kinh tế cho đất nước. Tuy nhiên, cũng còn một số tồn tại cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động như sức cạnh tranh của các doanh nghiệp chưa cao, tồn tại hàng giả và hàng kém chất lượng. Và đây cũng là những nội dung được đưa ra thảo luận trong buổi sơ kết 3 năm cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Theo số liệu của Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, cả nước đã tổ chức 152 đợt bán hàng về nông thôn với hơn 2.182 gian hàng, có hơn 1.139 lượt doanh nghiệp tham gia, đạt doanh thu hơn 51 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức hơn 1.311 đợt khuyến mãi với sự tham gia của 11.372 lượt doanh nghiệp, tổng giá trị khuyến mãi đạt hơn 13.000 tỷ đồng.
từ nay đến năm 2015, Ban chỉ đạo cuộc vận động sẽ hướng đến mục tiêu có 80% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước. 90% số xã ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa có cửa hàng bán hàng Việt phục vụ nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng cuộc vận động đã góp phần kiềm chế lạm phát, giúp cho doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn đối với sự phát triển kinh tế đất nước, đưa nhiều sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ban ngành chức năng cần đi vào thực chất, không để cuộc vận động mang tính hình thức. Do đó, cần phải nâng cao chất lượng năng lực cạnh tranh, đi cùng với đó là chất lượng nguồn nhân lực, dịch vụ, công nghệ và chất lượng sản phẩm. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiến hành ghép gan cấp cứu cho một bệnh nhi bị suy gan cấp. Ca phẫu thuật thành công đã mở ra hy vọng cho những bệnh nhân mắc phải căn bệnh này, bởi trước đây những trường hợp suy gan cấp thường tử vong rất nhanh. Bệnh nhi nam 5 tuổi, nhập viện ngày 16 tháng 11 trong tình trạng vàng mắt, vàng da, gan bị hủy hoại nặng và được chẩn đoán là suy gan cấp. Sau 10 ngày điều trị theo phác đồ suy gan cấp, bệnh có dấu hiệu tăng nặng, bệnh nhân bị kích thích thần kinh, men gan tăng mạnh và bị hôn mê độ 2-3. Đặc biệt là chỉ số đánh giá chức năng đông máu giảm nhanh, nguy cơ chảy máu toàn thân từ não, tim, phổi là rất cao. Do đó các bác sĩ đã chỉ định lọc gan và ghép gan cấp cứu, người cho gan là mẹ đẻ bệnh nhân. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, khó khăn của việc ghép cấp cứu là không có nhiều thời gian chuẩn bị như là ghép có kế hoạch, phải tiến hành rất nhanh. Thành công của ca này, tức là ca thứ 3, khẳng định chúng ta có thể làm chủ phương pháp này. Sau ca phẫu thuật kéo dài 17 tiếng, bao gồm cả cắt gan từ người cho và ghép cho người nhận, bệnh nhi hiện đã tỉnh táo, chức năng khối gan ghép hoạt động tốt và có thể ăn uống bình thường. Thành công của ca phẫu thuật này đã mở ra hướng điều trị mới cho bệnh nhân suy gan cấp, đó là phương pháp lọc gan nhân tạo và ghép gan cấp cứu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, khó khăn nhất hiện nay vẫn là khan hiếm nguồn tạng. Thưa quý vị và các bạn, ghép tế bào gốc hay còn gọi là ghép tủy đang được coi là phương pháp điều trị tốt nhất, mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân mắc phải các bệnh về máu. Câu chuyện về ghép tế bào gốc tạo máu đem lại sự sống cho một bệnh nhân ung thư tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa thực hiện thành công cách đây không lâu là một ví dụ. Với thành tựu đặc biệt quan trọng về mặt y học này, Việt Nam hy vọng sẽ trở thành một trong những quốc gia điều trị thành công các bệnh nan y, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hơn. Đứng lại, giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa, đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho trời đứng lại. Để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình tranh vênh. Tiếng hát của cô gái 7 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Không phải trên một sân khấu biểu diễn như cô Hằng mong ước, mà ngay trên giường bệnh. Sẵn sàng theo chỉ định của bác sĩ để điều trị tốt hơn. Còn các dự định khác của em như kiểu học tập với cả là làm việc ấy, thì chắc là cũng phải đợi sau nửa năm nữa, ít nhất là nửa năm nữa. Hơn 2 tháng sau ca ghép tế bào gốc tạo máu thành công, Hoàng Thị Diệu Thuần đang dần hồi phục sức khỏe. Tất cả các xét nghiệm tủy và máu gần đây đều cho kết quả khả quan. Diệu Thuần trông cũng hồng hào, tươi tắn hơn. Và về xét nghiệm thì các xét nghiệm về các chỉ số máu trước kia thì cũng đã tương đối bình thường và bây giờ thì ngày càng được một cải thiện hơn. Các bác sĩ cho biết đây là một trong những ca ghép tế bào gốc đồng loại tương đối phức tạp và khó thực hiện. Từ năm 2006 đến nay, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã thực hiện trên 65 ca ghép tế bào gốc với hai hình thức là ghép tế bào gốc tự thân và đồng loại. Tỷ lệ thành công đạt trên 75%. Phương pháp này đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về máu, vốn xưa nay được ví như một án tử hình. Hiện, Việt Nam cũng có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nhân lực để thực hiện những ca ghép này. Nhiều nhất là chúng tôi đã bắt đầu làm từ năm 2010 và đặc biệt là từ năm 2011, khi mà chúng tôi có một cái được Bộ Khoa học Công nghệ hỗ trợ một cái đề tài cấp nhà nước về ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị các cái bệnh máu ác tính, thì chúng tôi bắt đầu thực hiện tương đối là thường quy cái phương pháp ghép tế bào gốc này. Thực hiện ca ghép đã là điều khó khăn, nhưng cái khó nhất là tìm người cho tủy phù hợp. Theo đánh giá của các bác sĩ thì đây đang là trở ngại lớn nhất với ngành y, khi mà hiện tại các gia đình đều ít con, hiếm con. Thì với cái mô hình của gia đình bây giờ càng ngày càng ít con, thì cái khả năng mà tìm được người cho phù hợp về gen để ghép cho bệnh nhân là sẽ là một trong những cái khó khăn nhất.
căn bệnh ung thư theo đuổi cả những năm tháng tuổi trẻ của cô gái vốn là cử nhân ngành tài chính ngân hàng, cũng là tác giả của cuốn tự truyện Như Hoa Hướng Dương. Nhưng rồi, cánh cửa của chân trời mới lại mở ra trước mắt Thuần. Trái tim của cô gái yêu thơ, thích hát và luôn hướng về mặt trời lại đập dạo dực. Trong phần tin quốc tế, giải thích cho việc máy bay của mình bay ở vùng trời trên biển tranh chấp với Nhật Bản, Trung Quốc cho rằng đó là hành động hết sức bình thường. Cộng đồng quốc tế tiếp tục đề nghị hai quốc gia này giải quyết mâu thuẫn bằng các biện pháp hòa bình. Công ty điện lực Tokyo TEPCO của Nhật Bản nhận lỗi trong việc gây ra thảm họa Fukushima hồi tháng 3 năm ngoái. Mặc dù NASA tiếp tục khẳng định là không có ngày tận thế, nhưng nhiều người dân trên thế giới vẫn tìm các biện pháp ứng phó theo cách riêng của mình. Trước việc Nhật Bản lên tiếng phản đối việc máy bay Trung Quốc tiến vào không phận bên trên nhóm đảo tranh chấp, ngày hôm qua phía Trung Quốc cho rằng việc máy bay giám sát trên biển của nước này bay trên bầu trời quần đảo Điếu Ngư, Nhật Bản gọi là Senkaku, là hoàn toàn bình thường. Quan điểm trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định trong bài phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào ngày hôm qua. Quần đảo Điếu Ngư và các đảo liền kề là phần lãnh thổ không thể chuyển nhượng của Trung Quốc. Và việc một máy bay giám sát trên biển của Trung Quốc bay trên những hòn đảo này là điều hoàn toàn bình thường. Bên cạnh đó, vị này cũng cho rằng những vướng mắc hiện nay trong quan hệ Trung-Nhật là kết quả của việc Tokyo mua trái phép quần đảo Điếu Ngư, đồng thời kêu gọi chính phủ Nhật Bản chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp trên vùng biển cũng như không phận của quần đảo này và sửa chữa sai lầm bằng cách thể hiện sự chân thành cũng như hành động thông qua đối ngoại và thương lượng. Trong khi đó, tại Malaysia ngày hôm qua, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Colt Campbell đã kêu gọi các nước châu Á giải quyết hòa bình vấn đề tranh chấp biển đảo. Nhật Bản và Trung Quốc nên xử lý tình hình một cách tỉnh táo sau khi xảy ra vụ việc trên, vốn được xem là có thể làm leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này. Hôm nay, đại diện công ty điện lực Tokyo TEPCO của Nhật Bản cho biết họ đã chấp nhận kết quả của cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào tháng 3 năm 2011. Báo cáo điều tra cho biết chính sự thiếu đảm bảo an toàn và những thói quen xấu trong quá trình làm việc của TEPCO chính là nguyên nhân gây ra thảm họa trên. Ông Takefumi Anegawa, đại diện công ty điện lực Tokyo đã thừa nhận lỗi trên khi trả lời phóng viên về việc công ty đã chấp nhận kết quả điều tra của một ủy ban quốc hội rằng thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi là do con người gây ra hay chưa. Tính đến nay, đây là lần nhận lỗi thẳng thắn nhất của lãnh đạo nhà máy về tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất thế giới trong vòng 25 năm qua. Có rất nhiều thiếu sót trong văn hóa an toàn và thói quen xấu trong tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn thừa nhận về nội dung này trong báo cáo của quốc hội. Cũng trong cuộc họp báo trên, người đứng đầu Ủy ban Giám sát Cải cách Hạt nhân của TEPCO, Dale Klein cho biết, thời gian qua TEPCO đã thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá và chia sẻ thông tin về hoạt động của mình. Nhiệm vụ cải cách mà TEPCO sẽ phải trải qua là cả một quá trình. Nó sẽ không diễn ra chỉ trong vòng một đêm hay một tháng tới, mà chúng tôi cần có thời gian để thiết lập một nền văn hóa an toàn mới trong TEPCO. Trong tháng 10 vừa qua, 18 tháng sau thảm họa, công ty TEPCO cũng đã lần đầu tiên thừa nhận rằng lẽ ra họ hoàn toàn có thể tránh được thảm họa trên. Tiếp theo là các tin tức quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua. Theo thông tin mới nhất do Bộ trưởng Thông tin Venezuela đưa ra trong một bản tin trên đài truyền hình quốc gia nước này, Tổng thống Hugo Chavez đã bị xuất huyết trong khi phẫu thuật và cần phải can thiệp bằng các biện pháp điều trị, nhưng hiện Tổng thống đang phục hồi tích cực. Ngoài việc cập nhật thêm về ca phẫu thuật, ông này cũng kêu gọi người dân bình tĩnh chờ Tổng thống Chavez phục hồi. Đây là lần thứ tư ông Chavez phải tiến hành phẫu thuật ung thư sau lần đầu phát hiện hồi tháng 6 năm 2011. Dù vậy, đến nay Venezuela vẫn chưa một lần tiết lộ loại ung thư mà ông Chavez mắc phải. Theo truyền thông quốc gia Syria, hôm qua ở phía tây nam thủ đô Damas đã xảy ra hai vụ đánh bom riêng rẽ bằng xe hơi, làm ít nhất 24 dân tường thiệt mạng, trong đó phần lớn là trẻ em. Theo đài truyền hình quốc gia, một vụ đánh bom ở thị trấn Jadeh Atus của người Hồi giáo theo dòng Sunni đã làm 8 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Còn theo hãng tin Sana, cách vụ đánh bom này chưa đầy 8 km, lại xảy ra một vụ đánh bom xe khác
làm 16 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em. Rét đậm, tuyết rơi dày bất thường ở miền Bắc Trung Quốc trong 2 ngày qua đã khiến một số chuyến bay phải hoãn lại, nhiều chuyến tàu hỏa phải hủy bỏ, một số tuyến đường cao tốc phải đóng cửa. Trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất phải kể tới là tỉnh Quảng Đông. Nhiều thành phố tại tỉnh này tuyết rơi dày vài cm. Hầu hết các chuyến bay sáng qua tại sân bay Taiyuan đã phải hoãn lại, khoảng hơn 1.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia Trung Quốc, tình hình tuyết rơi dày bất thường thế này sẽ còn tiếp tục trong khoảng 3 ngày tới. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố một đoạn video để giải thích tại sao thế giới sẽ không diệt vong vào ngày 21 tháng 12 tới. Theo NASA, mọi tin đồn về tận thế hiện nay đều liên quan tới một bộ lịch đá cổ của người Maya, thế nhưng trên thực tế trong bộ lịch này lại không hề tồn tại cái gọi là ngày tận thế. If you're watching this video, it means one thing. Trong đoạn video, NASA khẳng định người Maya xác định chính xác độ dài của một năm là thời gian trái đất quay hết một vòng quanh mặt trời. Ngày 11 tháng 8 năm 3114 trước Công nguyên là ngày mở đầu, còn ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày cuối cùng trong bộ lịch đá của người Maya. Vì thế, nhiều người tin rằng các đấng tiên tri của người Maya đã biết trước ngày mà thế giới bị hủy diệt. Nhưng theo các nhà khoa học, người Maya chia thời gian thành các chu kỳ và ngày cuối cùng không tồn tại trong lịch của họ. Vì thế, ngày 11 tháng 8 năm 3114 trước Công nguyên và ngày 21 tháng 12 năm 2012 đều được thể hiện bằng dãy số 13000. Để dễ hình dung, NASA đã liên tưởng bộ lịch đá Maya giống như công tơ mét của xe máy hay xe hơi. Theo đó, khi xe chưa chạy, người sử dụng thấy một dãy số 0 trên công tơ mét. Sau khi xe chạy 99.999 km, dãy số 0000 lại hiện ra một lần nữa. Nhưng dãy số này tương đương với km thứ 100.000, giống như công tơ mét của xe cộ. Công tơ mét sẽ chuyển sang chu kỳ thời gian mới, sau khi chu kỳ thời gian cũ kết thúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Như vậy, ngày 21 tháng 12 tới đây là ngày chuyển tiếp giữa hai chu kỳ thời gian trong lịch của người Maya, chứ không phải là ngày tàn của thế giới. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên NASA đưa ra các phủ nhận về ngày tận thế, nhưng vẫn có những người dân tin vào điều này. Để đối phó với thảm họa tận diệt này, nhiều người đang có những cách làm rất khác nhau. Một nông dân ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã quyết định đóng một chiếc thuyền hình cầu khổng lồ giống như thuyền của Noa trong Kinh Thánh với sức chứa 30 người nhằm tránh những cơn đại hồng thủy được cho là sẽ quét qua Trung Quốc. Anh Liu Chiyuan, 45 tuổi ở làng Chentun, thuộc tỉnh Hà Bắc, đã chế tạo ra 7 chiếc thuyền hình cầu khổng lồ này để sẵn sàng đón đầu mọi thảm họa có thể xảy đến vào ngày tận thế đang tới gần. Được biết, những chiếc thuyền hình cầu này được làm bằng khung thép, bao bọc bằng vật liệu từ sợi thủy tinh, có thể chịu được những con sóng cao tới 1.000 mét, nhờ khả năng va đập tốt như một quả bóng bàn. Bên trong trái cầu có đủ dây an toàn, được thiết kế nhằm giúp hành khách thêm an toàn trong các trận bão. Quả cầu có thể chứa 14 người, song mức chứa tối đa của nó lên tới 30 người. Nó có thể hoạt động tốt trong vòng 2 tháng. Dù bị trôi giạt tới Bắc Cực hay Nam Cực thì cũng chống chọi được với giá rét. Nếu ngày tận thế có thực, bạn có thể nói rằng tôi đã làm được điều gì đó vì sự tồn vong của nhân loại. Trong quả cầu, anh Lưu dự định thiết kế thêm bàn ăn, giường ngủ và những tấm giấy dán tường trang trí. Chi phí cho mỗi quả cầu này khoảng 300.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 48.000 đô la Mỹ. Anh Lưu cho biết, ý tưởng làm chiếc thuyền trên được đưa ra sau khi xem bộ phim bom tấn 2012 của Hollywood. Ý định ban đầu của anh là tạo ra những ngôi nhà dã chiến này để chống chọi với động đất, vốn xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc. Nhưng sau trận sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004, anh đã quyết định cải biến nó theo hướng có thể vượt qua những cơn đại hồng thủy. Anh Lưu cho biết thêm, bản thân đang phải gánh những khoản nợ vay của bạn bè và láng giềng để làm những quả cầu trên. Mùa mua sắm Giáng sinh tại thành phố Athens, thủ đô của Hy Lạp đã bắt đầu. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ của các doanh nghiệp trong những ngày đầu tháng 12 lại giảm hẳn so với mọi năm. Do điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều người Hy Lạp đã phải hạn chế việc mua sắm, đồng thời chuyển sang mua đồ tại các cửa hàng đồ cũ. Trên các con phố mua sắm ở màu đông đúc ở trung tâm thành phố Athens, tất cả các cửa hàng bán lẻ đều được trang trí bắt mắt để thu hút người mua. Tuy nhiên, trong tình hình tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp đang ở mức cao kỷ lục, có một điều nổi bật là trong dòng người đi xem hàng tấp nập này, chỉ có rất ít người mang theo ví tiền. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế lại mang đến cơ hội kinh doanh tốt cho các cửa hàng đồ cũ.
Tại một số cửa hàng quần áo cũ, chiêu thức bán quần áo theo cân nặng với giá trung bình khoảng 23 euro 1 kg đã hấp dẫn được nhiều khách hàng trong thời buổi khó khăn. Quần áo ở đây rẻ hơn rất nhiều và thích hợp cho những người không còn nhiều tiền. Vừa được mua giá rẻ theo cân nặng, bạn vừa có thể tìm được những kiểu thời trang cổ điển với màu sắc đẹp. Đây đúng là một ý tưởng hay. Các biện pháp thắt lưng buộc bụng cùng những cuộc đình công biểu tình tại thủ đô Athens trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh thương mại. Hy vọng kiếm được một chút lợi nhuận trong mùa mua sắm cuối năm của các thương nhân có lẽ cũng sớm bị dập tắt do người dân mới bị cắt giảm lương, việc làm, lương hưu và nhiều khoản tiền khác. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 14 tháng 12 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!